Hello xin chào các bạn mình là trung thanh à, chủ sở hữu của thương hiệu Lo Titan tại việt nam thì hôm nay mình làm cái video này mình muốn gửi đến cho tất cả những khách hàng à, sử dụng mít sơ số yêu thích mít sơ số mà nhưng ghét gian số hôm nay có một sản phẩm đó là controller chiên chia quay cho mít số sẽ hay hơn thì rất là nhiều anh em muốn uh, yêu cầu uh, mình làm một cái video một sản phẩm nào mà nó chất lượng mà nó hiệu quả cho anh em làm sâu khi kết hợp với mixer số. Thì anh em có biết là mixer số thì uh, nó có đầy đủ uh, có thể là HF, LF có thể mình có thể là mình chia quay trên mixer luôn là nó ra nó rất là ok. Nhưng anh em biết nó ok được mức độ nào đó Thật sự mà nói thì những mixer thông thường thì không thể nào mà chia quay mà nó hiệu quả hơn hơn cái controller hết. Tại sao người ta phải làm controller để người ta chia quay cho nó hiệu quả? Tại vì giống như là anh em một cây kiếm là một cái mixer, còn thêm thêm một cây kiếm nữa đó là controller. Thì anh em hai tay cầm hai cây kiếm thì nó sẽ ok hơn. Đó. lỡ sức cái này còn cái kia, đúng không? <laughs> mình nói chơi thôi chứ thật sự là có controller tốt thì nó sẽ hiệu quả hơn hiệu quả hơn rất là nhiều anh em cũng biết là Controller để chi quay mà tại sao mà bình thường là có hai hai in mà bây giờ mà bây giờ có bốn in ra bốn in để làm gì trên mít sơ số có rất là nhiều anh em sử dụng là tại sao mà anh em chọn ba in bốn in để mình nói hết cho anh em nghe thứ nhất là hai cái ngõ chính là g thì anh em à, có thể xuống in 1 in 2 là thường nó gọi tắt là in a bên b đó, trên màn hình Rồi, cái đường monitor thì anh sẽ cho một in riêng đó. qua cái đường sub anh em sẽ cho ra một in riêng là tức là tính mức số mình xuống 4 in 4 cụm dây hai đường led gai và hai đường hai đường monitor và sub khi đó anh em trên bàn mixer anh em có thể sen sen ra ví dụ như là cái live mix mình muốn cho lọt xuống sub bao nhiêu mình muốn cho lọt nó monitor bao nhiêu hoặc là nhạc cụ nhạc cụ anh em có thể là cái live đó số, số 5 nhạc cụ đi anh em có thể là sen nó ra, ra sub cho nó nhạc cụ xuống sub bao nhiêu cho nhạc cụ đó xuống cái monitor bao nhiêu đó khi đó nó mới hiệu quả được còn anh em mà có hai cái được in controller là không đủ không đủ nha à, mình có thể là mình sử dụng là súp sử dụng nó như thế nào à, cho nó hiệu quả có cà chê lơ 4 in thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều đó mình có thể làm chủ được cái like cái like súp mình phải chỉnh được ít nhiều hay là thêm bớt gì đó hoặc là full đó. mặt trước của con à, hãng db của tít là mẫu là mẫu demo nghe anh em mẫu demo cái giá của nó sẽ tốt hơn cái giá cái giá xuất ra giá bán chính thức mẫu demo này là công ty giảm giá cho anh em ít nhất cũng 10 đến 20 phần trăm cho anh em demo được hiệu quả không nhưng mình đã test rất là là nhiều rất là kỹ nó rất là ok nha anh em rất là ok thật sự mà nói thì cái controller này hay mình nghĩ là nó quá cho tiện cho anh em thứ nhất là nó 4 inch thứ hai sử dụng chip đời mới à, công nghệ của nó là công nghệ là 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 đời mới nhất hiện tại chạy bằng cpu chứ không còn chạy coi c mà chân chân nữa nghe anh em này nhớ nha tất cả ngõ ga đều nó có gà le tất cả ngõ ra đều có gà le đóng rất tốt khi không sử dụng thì nó đóng lại à, anh em rồi nó có 8 ngõ cho mình có thể là chia được 8 quay à, anh em thấy chuyện riêng biệt hết rồi cái mặt trước của nó là giống con à anh thấy quen không à, là ke rất là ke nhớ rất là giống nhìn rất là đẹp đẳng cấp nhưng con này là mình đã test âm thanh của nó nó cho cái tiếng rất là mọc rất là mộc, âm thanh rất là bén thứ hai nữa cái EQ của nó rất là chính xác nha ví dụ như anh mình cắt 5 dB thì nó âm anh em là đo smart nó thấy thị lên anh em là cả 5 dB đó khi anh em À, sử dụng nó Mình thấy rất là tiện là những chỗ này Mình sẽ tắt cái phần này Mình sẽ cho anh em thấy Cái phần mềm của nó Ha Trong phần mềm của nó Là có chi tiết đầy đủ Rồi bây giờ mình sẽ tắt những cái phần này nha anh em Rồi Rồi mình sẽ tắt phần này Mình sẽ mở phần này lên cho anh em xem Đây là phần mềm của nó Anh em xem à, Xem nha Nè Nordest nè ngõ ga nè EQ nè ha EQ nè ha đó, anh em muốn sợi quy nào hôm nay sẽ shop ra các nè ha rồi mình sẽ com nó nè delay nè nói chung là rất nhiều cho anh em chọn nó rất là nhiều nha anh em đó anh em chọn hết nè rồi rồi mình sẽ mở bài mà nhạc cho anh em thấy đèn nó nhảy tức là khi nó hát lại nhảy lên đây rồi nhảy lên đây đường tình đôi ta hai hướng đi buồn Đó. thật buồn. em hiểu dung anh nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trai. và anh em đã thấy uh, được nó là già già uh, cái này có thể là mình điều chỉnh được từ xa bằng cổng đoàn à, từ xa mà mình kéo dây có thể là 50 m vẫn điều chỉnh được nha anh em, chỉ bằng một cổng LAN thôi. Đó. một cổng LAN thôi. Thì uh, anh em thấy là cái cổng LAN nó mình để mình có thể kết nối với cục uh, cục mạng. Cục đó cục modem, có thể là mình điều chỉnh từ xa được nha anh em. Từ xa bằng Wi-Fi, vẫn ok. Đó. Anh em thấy là nó rất là tiện cho mình không? Rất là tiện cho mình luôn. Tất cả hiển thị toàn bộ là hiển thị là trên đây hết. Đó. Nó có thể chỉnh quy anh em coi coi đầu, coi pha của nó luôn. Nó có thể chỉnh pha được nha anh em. Nó có thể của nó có thể chỉnh pha được cho anh em. Nha. Cho anh em biết là EQ cắt EQ nhiều là pha nó bị gãy. Thì rất là nhiều anh em à, muốn trải nghiệm được sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình. 097470 4444 nha anh em. Thì anh em cũng biết là có rất là nhiều. Có rất là nhiều anh em quan tâm về cái vấn đề controller thì mình biết là controller khi với một hệ thống lo titan anh em sử dụng qua mấy số số muốn chuyên nghiệp nghe cái tiếng dàn số là không mê nhưng mình vẫn là thích ở số 10 dàn số làm nhẹ tiền dễ làm cắm vô để chơi nhưng mấy số số thì anh em muốn lái được mấy số thì anh em phải hiểu được tất cả những tần số vào cái hoạt động của con mấy số là như thế nào nó, nó in vào nó cần cái gì cái gì cái gì 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 tất cả đối với anh em nào biết sử dụng mixer số thì anh em nên chọn một controller thì đi làm thì nó chuyên nghiệp mà nhưng cái mít của nó để anh em phải làm cực kỳ khéo không thôi là nó hú nó dễ hú nhưng cái dàn số nó hạn chế hú cực kỳ Đó. anh em mà thấy cái controller này nó hiệu quả hiệu quả và tiện dụng thì anh em cứ tiếp gọi cho mình mình báo giá cho anh em 0974 70 4444 mình sẽ nạp chương trình anh em nào đang sử dụng lo Titan trong hệ thống anh em cứ báo cho mình sử dụng lo đó súp đó mình sẽ cài sẵn cho anh em anh em cứ đem về là anh em hát mà đặc biệt con này là full chỉnh tay full chỉnh tay anh em có thể chỉnh tay bất cứ bất cứ lúc nào ha full chỉnh tay kết hợp với máy khi kết hợp với máy nó cũng rất là nhiều thứ mà muốn kết hợp mới có nói được đó. khi anh em à, mình muốn mua thì anh em cứ chọn nơi cho mình hỗ trợ cho mình cái hậu mãi cho mình tốt Ok anh em nha. Các bản này là bản demo cũng có rất là cũng có hàng số lượng không nhiều nên anh em nhanh tay gọi trực tiếp cho mình. À, mình, sẽ cài đặt sẵn cho anh em, hướng dẫn anh em sử dụng. Ok 100%. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại cái video tiếp theo. À, quên nữa mình sẽ cho anh em xem một số sản phẩm mới. Sản phẩm mới uh, trong cái tháng uh, 12. À, mình sẽ cho anh em xem anh em xem hết cái này nha Vâng, những sản phẩm mới là những cái này cũng không có mới gì mà sắp mới à, full mới f 72 Plus f 72 V2 thì anh em không có xa lạ mà sắp mẫu mới nha anh em thế hệ thứ hai sắp thế hệ thứ hai sắp kép mẫu này là rất hot trên thị trường hiện tại thì mình nghĩ là 2023 là rất là nhiều anh em đã sử dụng nha anh em súp đơn su 118 à, anh em cũng biết ha monitor là F12 400B giá chỉ có 5 triệu 7 một cái còn F12 uh, Bluetooth thì 24 triệu một cặp V2 thì 28 triệu tư là của Bách Thái còn cái Bluetooth là của Bách China à, toàn bộ là neo hết anh em à, súp này có hai có ba dòng su 18 x là sử dụng của Bách China su 18 xl thì sử dụng của Bách của Thái Lan XU 18 Pro thì sử dụng cụ bát của thì Italia thì giá rất là cao hơn 30 triệu lần anh em Đó, rất là chi tiết anh em ha Rồi. Rồi. chào anh em nha hẹn gặp lại video tiếp theo nha anh em bye, -bye.